Khoảng 7 giờ sáng nay ngày 21 tháng 3, một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty cổ phần Quan Quan miền Trung có trụ sở tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Tiến cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy đang trong thời gian công ty hoạt động. Hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy và có người mắc kẹt bên trong đám cháy hay không. Đám cháy xuất phát từ bên trong một khu xưởng sản xuất bánh gạo của công ty cổ phần Quan Quan miền Trung, sau đó nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao cả 100 mét, đứng ở cách xa hiện trường vài km cũng có thể nhìn thấy. Tại hiện trường, rất nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an huyện Phú Lộc được điều động đến để khống chế đám cháy. Hiện đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Công ty cổ phần Quan Quan miền Trung thuộc công ty cổ phần thực phẩm Quan Quan Việt Nam. Đây là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm mạnh tại thị trường Việt Nam với các ngành như bánh gạo và nông sản.